vô. Hãy đưa con ngồi làm này đi. Tới ngày 4
Mỹ mà rước con phước Phật ta. Con không biết nữa, hồi trước về con ở Hàn Quốc không về á, là trong trong con không bao giờ không đi nước ngoài nữa, không về mới cô ra ra của cháu cháu đó. Đó xong rồi cái con vợ con á là bạn của anh họ con bên này đó, thì cũng liên lạc nói chuyện vậy thì quen là không biết sao rồi qua đây thôi. Con không biết là mình sẽ làm cho con đó, cho nên là cuộc đời xuống kiếm rồi. Còn cái vấn đề mà đi ra nước ngoài á, cái văn văn hóa của người Việt mình bây giờ nó kêu bằng là nó xuống đáy, nó nhục lắm. Mọi người không cảm nhận được đâu, đi đâu mình đi tới chỗ nào mà đừng vứt rác bừa bãi này kia, mà đi tiếng Việt mấy người thấy nhục, nhục kinh chứ không phải nhục kinh khủng. Đừng ăn cắp ăn trộm này kia cho nọ, là ghi tiếng Việt nhiều quốc gia ở nước đó, nhưng mà người ta tại sao không ghi ở quốc gia đó mà ghi tiếng Việt cho mình đó, ghi tiếng Việt chứ không phải là ghi tiếng nước khác. Bởi vì Philippines có nè, con đi Philippines có, Indo có, Thái Lan có, những nước châu Á rất là nhiều, nhưng mà họ không có ghi cái tiếng của họ trong đó mà ghi toàn tiếng Việt. Nói chung là hồi mới đầu con qua lúc đó người ta còn qua Hàn Quốc, lúc đó người ta còn dán cùng quý người Việt chút chút, nhưng mà từ rồi cái văn hóa người Việt giống như mấy cái bản mà tiếng Việt đó, làm cho 100 triệu người trả cho tụ cũng bị nhục lấy. Hàng đại hàng mà nó thấy được cái bản của bên nước đại hàng bằng tiếng Việt, nó qua đây nó gặp phụ người Việt nó cũng không coi thường, nó coi thường liền á. Vì chúng ta là anh em một nhà, chung một dân tộc, chúng ta phải chịu nhục chung, điều sĩ nhục chung. Cho nên sau này những cái đó là những cái bàn đạp để mà đưa dân tộc chúng ta hùng cường và mạnh, là nhờ cái đó. Còn phải cảm ơn Hàn Quốc, cảm ơn Nhật, cảm ơn Đài Loan, sỉ nhục mình, sỉ nhục gái mình, sỉ nhục người Việt mình, thì còn phải cảm ơn họ. Cho nên sư phụ cần rất là nhiều những cái bản mà những cái nước sỉ nhục mình, để sau này mình làm một cái tài liệu đưa vô dân, đưa vô học đường của Việt Nam. Nhưng cái vấn đề lớn nhất của con theo con suy nghĩ là vấn đề phải là cái đó là cái chuyện có thể qua mình có thể nhưng mà vấn đề cao nhất là bây giờ cũng trẻ Việt Nam đó. Con bản thân của bạn trước Việt Nam cũng vậy thôi, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu, sáng là gầy độ đó. Nói chung là công ăn việc làm thì cứ tàn tàn thôi đó. Không có nghĩ là ngày mai mình sau này mình sẽ làm được cái gì cho gia đình, cho xã hội hay là cho quốc gia Mỹ bạn, một thành phần rất là nhỏ mới nghĩ đến người đó thôi. Tức là nghe là tính ngày đó phải không? Ngày đó đó. Chứ không có bao giờ nghĩ tới còn cái vấn đề mà nghĩ tới xa xôi, mà làm sao để cho người ta tôn trọng quốc gia mình, tôn trọng cái dân tộc mình, tôn trọng người Việt Nam mình. Dường như tuổi trẻ bây giờ không bao giờ nghĩ tới. Đó là vấn đề là rất là khó. Cho nên là Phượng mới nói là tiếng nói tại cái tuổi 18 tới 45 để có tương lai. Còn chắc ở trong khoảng đó con cũng không biết là đang tranh đấu tương lai của con á. Dạ con cũng không biết là sao này bề trên sắp xếp sao sư phụ làm thế nào, chứ mà để mà con thấy mất về con người, mất rất là nhiều thời gian để mà cái tư duy của họ nó thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực. Không có gì hết, sau này con sẽ làm thầy giáo mấy người nhóc mà cứng đầu bển mà cho trường học mỗi ngày con đang câu chuyện này con nói cho nó nghe. Nãy nó còn ông cháu cha biết bố mẹ là ai không á, con gì con dạy nó, tao đi lao động quốc tế tao nó từng khổ nè, thì con là sẽ thầy giáo mày còn khổ, trời ơi u là biết lấy đọc gì đọc, con là sau này xíu á, này nãy giờ nói chuyện là biết nó có rất cao, con hay mày hay cổ tay. À, giải qua nhiều thì con chuyện gì khổ kể lên con kể cái thế giới biết luôn á. Nói chung để mà chi tiết thì nó nhiều lắm, nhưng mà nói chung chung vậy thôi. Nói chung nữ này cũng hay là đâu biết đâu ta, mình nó đệ tử nhân tài như này. Con không biết, con không có tài đâu. Con nói chung cũng trải nghiệm qua nhiều thứ thôi. Bởi vì á hồi con lần đầu tiên bước ra trong Malaysia là khóc. Viết thư cho mẹ con nghe, con ở chung với người Ấn Độ, nó là người Hồi giáo. Con viết thư khóc hụ ướt rồi cái thư. Ướt giấy luôn mà, ướt nó lại nó dỗ. Không
không biết là hàng khủng như vậy, khóc dữ. Lần đầu tiên bước chân ra nước ngoài bỡ ngỡ đủ thứ hết. Mà thụ nè là lúc mà đi Nhật cách đây 4-5 năm mặc đồ vest là nó biết sư phụ rồi, chủ nước thiện người ta vô đi họp sư phụ Nhật, sư phụ bấm lộn mới địa chỉ, cái nó chở sư phụ đi mấy chỗ quan nhắn mấy thằng taxi, cái nó chạy tới đó sư phụ nói cái này tao sorry mà nó không có thèm nói được tiếng Anh mà nói cái gì là ảnh cứ chê chơ mà ảnh hiểu mình cho bộ đạp sư phụ xuống rồi mày cái đạp. Tức là mình đi lộn mình bấm là địa chỉ mà để mình trả tiền thì nó không chịu. Là sư phụ đã biết quốc gia này tuy mày văn minh nhưng mà mày vẫn còn mất dạy. Người ta bấm lộn địa chỉ mình trả tiền nó để mình vẫn dùng chiếc taxi đó mình đi tiếp nó không chịu. Sư phụ đứng đó phải gọi taxi khác, chờ có nửa tiếng nó mới tới chiếc khác. Mà cùng chiếc đó nó không chịu, giống như nó không cần tiền, nó không có muốn service mình vậy đó. Mà mình make a mistake mà đưa ngay chỗ không có đúng mà mình chỉ tiếp tục đi là nó không chịu, nhất định đuổi ra đuổi ra là do ai, do mấy cái bản đó đó. Thì từ đó sư phụ mới biết là mấy đứa con sống khổ cỡ nào rồi, chỉ cần cái gì mà trải qua trong đời sư phụ một chút xíu thôi là sư phụ có thể phân ra một tỷ thứ luôn á. Cái bởi vì cái văn hóa của người Việt mình bây giờ kêu bằng nhà dùng từ nóc rồi. Từ ồ nó đâu có nóc nữa đâu đó, cho nên là từ cho xuống dưới nhà mình đâu còn nóc nữa, nó không có nền móng, nó không có nền móng, nếu có nóc thì mấy ông đâu có qua Mỹ hết đâu, có nóc làm giết được nhiều cư dân chỉ qua Mỹ hết, nếu mà có nóc thì nó giữ lại rồi đâu có gửi con qua Mỹ để chuẩn bị sách mua ly bay qua Mỹ đâu. Dạ, cho nên giờ giáo dục không ấy đâu, giáo dục thua rồi, giáo dục mất nóc mà Việt Nam không. Bây giờ giống giờ hồi xưa tuổi con á, đi học cấp 3 hay là cấp 2 á, còn sợ thầy cô giáo nha. Đi trễ gì núp thấy mồ nội luôn á, chứ không phải chuyện giảng đâu, núp để mà vô này kia cái nọ, còn bây giờ không có đâu. Nó thích đi là nó đứng dậy nó đi thôi. À, không, nó thích đi là còn cô giáo giảng cấp 3 mà cô giáo thầy giáo á, nó bật lại luôn. Nó quất luôn. Quất tại lớp luôn chứ không. Quất là sao? Quánh á thầy. Còn thầy giáo để mà giáo dục lại học sinh á, thì cũng nói chung á, cũng có một số thầy giáo á, là nói chung tận tình với học sinh chứ không phải không, nhưng mà có một số thầy giáo họ không kiềm chế được cái cảm xúc của họ. Mỗi một cái danh từ nó khác, tại con nói tới đây một vài cách rồi con giữ tiền dân ở tiền của nó một chút rồi để mà điều chỉnh cho lên cái video nó đúng. Tại vì cái học đường Việt Nam á, người ta đi từ lớp 5 ở lớp thấp nhất rồi lên, rồi đứng đi lên là nó đính ngược lại cái số của thời nay. Mà xưa học đường không có lấy đồng nào nghe. Và đồng thời á, người ta không có nói là thầy với trò, học sinh phải xưng là con không à, thầy là thế cha thế mẹ. Cho nên rất là tôn ti trật tự, mỗi một cái chữ xưng con thôi là con cũng đã ngoan hiền rồi. Bây giờ nó xin mày biết bố mày là ai không, nói chuyện với thầy giáo kiểu đó thì ai dám dạy nó. Thì con nói tiếp thì đó là ý sư phụ nói chút chút thôi mà nó làm lớn ra chuyện vậy đó. Còn cái vấn đề mà những cái người tài Việt Nam á, con theo con nghĩ nói chuyện với thầy giáo mình xin con đúng không, theo con nhận nghĩ những cái người tài có thức thật sự á cũng không phải là ít, nhưng mà họ không có nằm trong cái hệ thống của cái những người độc quyền, cho nên là cứ lan bạc đấy. Những người xe ôm, đi giao hàng này kia nọ, có những đứa học đại học 4-5 năm giờ mất bao nhiêu tiền bạc của cha mẹ ra để làm hồ, đi chạy xe ôm đó. Còn những người con cháu cha học không đúng ngành nghề, học chơi thôi mà vô làm thiệt, mà làm một người dốt mà làm ship của một thằng có cái trình độ có học thức, chịu nổi không? Nó rất là tức, nó quất lắm. Cho nên là nó chấp nhận, nếu mà những người họ không chấp nhận, họ phóng ra ngoài họ làm cái gì đó, một công việc trái nghề. Còn nếu như họ chấp nhận họ làm, họ vì cuộc sống gia đình, vì vợ, vì con, vì gia đình, thì họ cũng phải chấp nhận luồng cú trước người, nói chung là ngu của mình đó. Nó ức lắm, rất là ức, nhưng mà họ phải chấp nhận điều đó để họ tồn tại. Còn nếu mà sau này sư phụ mà về tận dụng một những nhân tài đó, tận dụng những người có học thức đó, thì Việt Nam mình sẽ thay đổi. Sư phụ nói thay đổi nhanh, nhưng mà cái nguồn gốc là những tuổi trẻ bây giờ giống như mà cấp 2, cấp 3 đi, cấp 1 thì nó còn nhỏ, mình nói cấp 2, cấp 3 thay đổi tư tưởng của nó,
bây giờ nó giống như số má ở trong học đường giờ ngoài xã hội cũng vậy, thằng nào quýnh lộn nhiều là thằng có số nhiều đó, thằng nào đi tù nhiều là thằng có số nhiều, thằng nào đi tù ở bển đi tù về là được lên cấp đó, nó vậy thôi lớn lắm. Bị khó nghe mấy cái này nè, giờ lấy cái đó lại. Đầu tiên thu mà thầy bộ, mời chứa bộ.
Chứ giờ nghĩ làm sao? Chứ hồi xưa cái ông gì mà người Pháp ông chết là thiếu việc của mình, thì người ta chết cho đầy đủ đi hồng để thiếu. À, Việt Nam thì Việt Nam bữa đại tử đó, có nhiều người quê người ta làm biết đến giờ nó mỏi miệng quá mệt, diệt đại. Quan trọng là cái tâm mình hiểu đúng không? Còn khi mà học dân sau này đầu tiên đó, mình phải thống nhất tiếng nói ba vùng miền. Con đang nói thì chữa chùa cho nó cắt chùa thống nhất tiếng nói. Không cần biết, bây giờ con là người Huế, con đi vô thôn Dĩ hay là một làng cách đó tìm vài cây số thôi, họ nói cũng điếc lỗ tai, thù đi rồi, thù không hiểu luôn. Nhưng mà người Huế ngay ở tổ thành Huế nói thù hiểu liền. Là tại sao? Không hiểu sao á, nước mình có chút béo mà nói đủ thứ tiếng. Người này qua chỗ kia không ai hiểu hết, ra Bắc cũng vậy. Người Hà Nội vô nói thù rất là bình thường, không có gì mà thù không hiểu. Mà đi xuống một chút xíu những cái vùng khác của Hà Nội thù không hiểu. Thì sau này, thứ nhất, tất cả trường đại học của Việt Nam cho bỏ phiếu, mình là không có Bắc Trung Nam nha, mình là con rồng cháu tiên, và chọn lại một thứ tiếng nào thống nhất ghi ra pháp lịch. Còn những cái tiếng nào mà tiếng của vùng miền thì về vùng miền mình sử dụng, lên xe bus hay ra công cộng phải xài một tiếng thống nhất. Ở Mỹ này cũng có đủ nổi tiếng, bây giờ con tiếng Cali là tiếng sang nhất, nó giống như tiếng New York. Còn qua bên Texas hay những cái Ohio, những thành phố khác, cái giọng của mấy người Mỹ nó còn rớt rồi đúng không? Đó là chuyện bình thường, tại họ làm biết đánh lưỡi. Cả sư phụ cũng vậy, hồi lúc mà sư phụ là dân quê mà có biết chữ R bao giờ đâu. Rồi, go, gỗ, rồi, đúng không? Nhưng mà khi hồi qua đây, vô đi học bạn Việt Nam thì nói chuyện kỹ có cực kỳ, rồi đúng không? Thì đến khi mười mấy năm sau lần đầu tiên sư về thăm ba má, thầy thù nói chuyện theo kiểu mà ở đây á, tiếng Việt ở đây mấy đứa dưới quê á, cậu hôm nay nói tiếng giống Sài Gòn quá ta. Mà hôm nay thù nói tiếng cũng có lúc là tiếng miền Tây, cũng có lúc là tiếng Sài Gòn, nhưng mà đa số là tiếng Sài Gòn. Con có hiểu không? Trên mạng thù nói chuyện không biết, lúc mà làm biến á thì là nó tự nhiên nó trở về miền Tây rồi gò trên sông chuyện. Nhưng mà lúc mà cái hộ mà giống như ăn uống đầy đủ tỉnh táo là tiếng Sài Gòn. Thì tiếng Việt Nam mình là như thế, nhưng mà đa số chung chung là đều hiểu hết. Có những quốc gia họ không hiểu được, đó là trung trọng. Không biết người Thanh, người Kim, người Mông Cổ, cả mà người Quảng nói chuyện với người Bắc Kinh họ không hiểu. Họ đủ thứ tiếng. Cái đó mới là cái trở ngại, nó mới gọi là 9-5-7. Còn quốc gia mình Bắc Trung Nam đều hiểu hết. Bây giờ con ca cái bản xuân này con không về, người Bắc ca con cũng tưởng là người Nam. Người Nam ca cái bản xuân này con không về, con cũng tưởng người Nam. Người Huế ca con cũng tưởng là người Nam, con không biết người đó là người gì ca, đúng không? Cũng với những ca sĩ mà con nghe con ca trên đài, mà nếu mà con không có ra đời con nói chuyện bình thường, họ cũng chả biết họ là người Bắc người Nam. Chỉ có khi ca là mình thống nhất lại. Cho nên dân tộc mình không có bị chia rẽ, chỉ bị ngay lúc này hơi nghèo đói hèn yếu và bị sỉ nhục. Chứ còn trung cộng nó bắt buộc phải 9-5-7, cốt khỉ quần cốt khỉ, thời xuân thu nó đã từng 9-5-7, tam quốc chiến nó cũng 9-5-7, Đông Châu Liệt Quốc nó cũng là liệt luôn rồi. Thì lúc mà thời Bác Đại Sứ Quân nó cũng đã bị 9-5-7. Thì hôm nay cơ trời đi, Trung Quốc cũng sẽ 9-5-7. Dân tộc chúng ta tuy là bị họ tìm cách chia cách dùng miền cộng sản quốc gia, chia cách quốc cộng, chia cách Nam Bắc, cũng giống giờ Việt Nam cũng có phe Nam phe Bắc, đủ thứ chia cách hết. Rồi vô học sinh qua đây cũng không có chịu ngồi gần những người lớn lên ở Mỹ, tức là họ chỉ biết đủ kiểu hết. Còn giờ con đi xuống khu này nè, ít có gặp người Bắc, tại vì họ không dám. Nhưng mà tại sao không dám? Họ thèm cái vòng vòng trong khu của người hải ngoại này lắm, nhưng mà họ sợ bị kỳ thị. Còn ngược lại sư phụ đi ra ngoài Bắc lại bị kỳ thị. Sư phụ đi hồi xưa đi gỡ mấy cái bùa ép của Trung Cộng ở ngoài Bắc hồi xưa, cái phe của sư phụ là phe tâm linh mà. Thì đi taxi Sài Gòn á, nó rất là nhiệt tình. Qua đi sư phụ đã sách xuống rồi cười niềm nở rồi, mình bo nó. Còn mấy hàng lái taxi ngoài Bắc nó chỉ ngồi ở trong xe bấm cái nút, mình cứ tưởng là nó bước ra,
mình chờ hoài hỏi thang không ra lận. Nó là kiểu vậy. Còn nếu mình không lấy xuống nó chạy luôn, mình mất bơ đi quá nhiều. Nó thấy kỳ cục không? À, cái nghĩa là gì? Nghĩa là giỡn biết còn cái tánh gọi là không có lịch thiệt. Thì về giờ học vấn, trước tiên mình phải thống nhất Republic, phải nói tiếng gì. Chứ không phải như bây giờ lên trên đài á, là cũng phải nói thứ tiếng đó. Tất cả những đài truyền thông TV của Việt Nam đều một thứ tiếng. Chứ không có thể nào nói tiếng Bắc rồi tiếng Nam rồi bây giờ lại có những cái thứ tiếng kỳ thị. Giống như những cái hề của miền Nam rất là hay. Hề là để cho ta cười, chứ không phải hề để cho ta ngồi suy nghĩ để cười. Mà hề của Bắc, trời ơi, mình coi mình không thể nào mình cười nổi. Tại mình không hiểu mình lấy gì mình cười. Nhưng mà mục đích là phải cười liền đúng không? Nói thẳng luôn cho ta cười đi không? Để cho ta ngồi làm bài tốt người ta mới chịu cười. Thì nó mất mấy giây rồi. Cho nên ngoài đó còn nhiều cái dở lắm. Ô, cũng nhiều tài đó. Nhưng mà gọi là tài danh nhân. Còn những cái tài mà lỗi lạc lãnh đạo là người chung, là dĩ nhân. Còn tâm từ bi mà để mà hòa đồng dân tộc, mà chỉ có người Nam có cái tánh rộng lượng thoải mái, thì đi làm ăn giao du khắp tất cả Nam Châu người ta mới bắt tay dễ làm ăn. Một câu nói bằng một đống giấy luật sư nhân kiện mà giao kèo. Thì chỉ có miền Nam là nền kinh tế để mà đưa tiền đô vào nuôi cả nước. Thì sau này thủ đô sẽ về miền Nam. Ở trên đó vậy. Sư phụ, con thấy có câu gì hình rồng tiếng không hình rùa hay con giữa con nghe sư phụ nói đó, con nghiêng cái bản đồ xuống á. Nếu mà một Lào và Campuchia là một phần Thái Lan nữa kết hợp với Việt Nam là đúng, là nếu được như vậy là Việt Nam được cái hình rùa luôn, cái đầu là ngay chỗ mũi Cà Mau đó, bây giờ cũng mỏ rồi đó, còn Mỹ cái đầu là nằm ở trên ngay chỗ An Giang và ngay núi ngay núi Cấm, theo con nghĩ là vậy, không biết có đúng hay không. Về vấn đề đó, cơ trời rất là mong nhiều. Cả bản thân sư phụ cũng vậy. Sư phụ thường hỏi cái gì, con bây giờ không ai coi ra gì, chỉ có một số đệ tử về tâm linh thiên tâm. Làm sao cả dân tộc trăm triệu người ủng hộ con là thủ lãnh để mà nhiều các dân tộc đổi một cái trang sử mới. Mấy gì nói ngày nào á, cha kêu con á, bước và bước tới đó, cơ trời đi rất là quỳ diệu, di diệu, không thể nói trước được. Nhưng con coi là cuộc đời của con coi cả thế giới này, những gì con nói có sai không? Cuộc đời con như thế nào? Xung quanh con những gì nào? Rồng, biết bao nhiêu ông rồng hộ con. Bụng mấy gì không có chuyện ấy, để hộ một người như tôi bụng. Nên cơ trời thuộc cả bản thân hôm nay. Thế xin lúc sư phụ mới hỏi cái gì? Có phải bầu tử không? Có phải gì em vậy? Tôi hỏi đông lum, không ai nói. Cho nên cả bản thân sư phụ những gì nói năm năm nay, cả đức thầy ngậm kia về thăm sư phụ cũng vậy. Những gì ta là sư phụ của con, vô kỳ khụ chính là con. Tên đó là tên của con. Ngày xưa lúc mà mấy ta là cái này á, là mà cha con kêu ta để tên của con là chờ vô kỳ khụ, đó là đúng. Còn sau này mỗi một ngày gì con cứ làm đúng những gì mỗi ngày họ dạy con làm đúng, con không có vấn đề. Cho nên sư phụ muốn biết trước nó xảy ra thế nào cũng không được. Hôm nay tại sao mấy vị không kêu mình lập thiên biệt cách đây 2 năm đi, hay 6 tháng trước, hay 3 tháng trước đi? Tại sao ngay ngày hôm nay, tại sao ngay lúc phải kêu sư phụ phải nhập thất 2 tuần để xin cho thấy gia đình của bôn tử về lập đảng thiên biệt? Cơ trời đi không có còn gọi là bôn vơ hay là ảo nữa, đó là vô thiệt rồi. Mỗi một ngày là tới nơi. Và mấy vị vừa mới nói, mình khi mà tổng thống mới lên, cả cái trái đất này quay 180 độ, cả nước Việt cũng bị cuốn theo. Mình là ăn sái đó ta, mình ăn sái cái ông đầu tóc vàng bị ngàn nạn. Bởi vì ngày tại sao mấy con nên nhớ sư phụ hiến 10 tuổi thọ cho ông Trâm, đó là một điều rất là xứng đáng. Ổng không thành công, sư phụ phải tái sanh.
Họ muốn tái sanh làm người nữa. Biết mà chưa vụ tái sanh một lần nữa chắc nước diệt sao không còn đó. Đâu còn bộ xương và bị diệt vong khó sổ bắt đầu trên thế giới. Trung Cộng nó chỉ cần 10 năm thôi. Nó là nó giống như Hoàng Sa, nó tuyên bố là Việt Nam xa. Còn mấy thằng Phúc Kiến nó qua, nó cũng dùng lá cờ của mình, nó tuyên bố hôm nay nước Việt sát nhập vô Phúc Kiến trở thành Nam Kiến. Nó đặt gì? Mấy đứa nhỏ tuổi của con nó dám đứng lên không? Quang hô, vỗ tay, nước Việt Nam là nước Nam Kiến. Đây Phúc Kiến bây giờ là Nam Kiến. Xong chừng 3 tháng sau là tất cả sách học đường thay đổi hết, bản đồ Việt Nam bị xóa, nhập vô khúc dưới thành cái chân gà lội. Còn có muốn vậy không? Có ai đây muốn vậy không? Không muốn vậy thì lại cha lại mẹ cho nhiều nghe con. Đối với phụ, cái quả địa cầu này là một chuyện nhỏ. Đối chân mệnh của phụ, nó tới 3.000 thành tinh để mà phụ đi làm việc. Với một cái sắc phàm, một cái chiếc thân này hôm nay hạ phàm để lo cho việc. Là vì cái đạo, vì chúng sanh nó qua địa cầu này quá hung ác. Sư phụ là người sinh để cho không có bị xóa sổ, không bị diệt vong, thì không phải chịu khó lành. Nhưng mà phải chọn một quốc gia để lãnh đạo một cái đạo. Chứ cái đạo qua đời mà sư phụ không đi theo cái đạo, thì cái đạo không có vào trong lịch sử nhân loại. Sư phụ là cũng kinh sống. Hôm nay những gì con nói hôm nay mà ảnh hôm nay, sau này á, các tỷ người sẽ nằm vô thư viện để tìm cuốn sách ngày hôm nay. Phụ nói là thiệt. Thì cho nên đối với là vua nước Việt hay không là vua nước Việt không có quan trọng. Cái quan trọng là không có tạo nghiệp. Vô thời nhất định không có để một giọt máu đổ, không có để cho bị xô xát lẫn nhau. Dầu cho phe Thuận Thiên HO hải ngoại có thù hàng cá nhân lẫn nhau, họ cũng phải hạ quả xuống. Bởi vì trong lòng sư phụ không có ganh giới, không có hận thù, chỉ làm bổn phận để mà về phục định với cha mẹ, chỉ làm một bổn phận để đưa tất cả 100 dòng giống lạc hồng trở lại rạng ngời cho thế giới nể phục. Đó là nhiệm vụ chức phục. Chứ còn tôi không có ham danh ham chức, sáu số không trên núi, tôi không có, không có chính trị. Nhưng mà cuộc đời cái bài Kính Thiên nghe ra nửa đời nửa đạo, rồi đây nắm giữ gian sang, thì cơ trời đi hôm nay là bắt đầu đến phân nửa còn lại. Nếu một người mà không có cái tâm từ bi, thầy tăng mở nước vậy thì mới hay. Nếu không, cả trăm năm trước những vị tiền nhân đã cho những cái câu có làm gì? Trên đời này có ông thầy tu mà đi mở nước. Sư phụ là giáo chủ một tôn giáo, cũng là một thầy tu so với những sắc cơ. Sư phụ không đi mở nước để đưa cho con của Nguyễn Nhân Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ về mở nước, nó giết hết 4.5 triệu đảng viên của sư phụ là sao? Nó lấy hết tiền của họ, nó làm cái nước gì xáo trộn lên rồi sao? Sư phụ không có làm vậy. Nước Việt cứ tiếp tục giết nhau hận thù hoài, để cho cả thế giới kinh bỉ, để cho không ai ngó ngàng tới mình, để mình đi mượn đồng nào mình đi cứu chân mình không ai thèm ngó, để cho nước mình cứ bị thụt lùi hoài sao? Nó không có phải như vậy. Phải là con trời, phải là người có chân mệnh, phải là người dùng từ bi để mà đoàn kết dân tộc, để mà dùng từ bi xóa bỏ hận thù, để mà lấy ân báo oán. Chỉ có người thầy tăng mới làm được. Nhưng song song một bên sư phụ cầm mỏ, thì con cũng thấy sư phụ gõ mỏ cũng hay lắm á, đọc kinh cũng rào rào á. Nhưng bên thù cầm kiếm, mấy đứa đại tử gần đây biết đứa nào không tu là mệt với sư phụ á. Cho nên phần nào nghiêm khắc để cho đệ tử mình lên người thì sư phụ nghiêm khắc. Về phần những nước vô nghị, sư phụ có cách trị những nước vô nghị, thì lấy đức để mà phục chúng, lấy bác ái để mà đi giao du với lân bàn. Sư phụ chỉ ba cái đó. Còn sau này ai có tài ba giỏi lỗi lạc gì bằng tiến sĩ thạc sĩ gì không cần biết, nhưng mà thiếu ba cái đó làm ơn chỉ là cố vấn thôi, chứ không có là nắm quyền hành quyết định tối cao. Người nắm quyền hành quyết định tối cao cần có ba thứ đó.
ông Trump ổng đâu có tham tiền đâu, ổng tỷ phú. Ông ra ông tranh cử rồi tất cả khách sạn, những cái cơ sở của ông bị mất 1 năm mấy tỷ. Ông đâu có màng, ông chỉ thấy nước Mỹ này đang chết, ông ra ông cứu thôi. Bây giờ cũng vậy, ổng không ra nước Mỹ này càng chết lớn. Cho nên những người có đại nghĩa, người ta không phải vì tiền, mà người ta có lòng dũng cảm, có lòng từ bi. Mà ở đời chúng ta không phải là vì miếng ăn hay là giàu sang danh vọng. Mà ở đời chúng ta, cái lại giải thích chúng ta, tiền kiếp chúng ta làm gì, chúng ta muốn làm như vậy. Tiền kiếp chúng ta là những người thầm, những người thánh, những người cõi tiên, muốn xuống đây để độ đời. Mà chúng ta ở vào một cái thể chế vô thần, chúng ta không phát huy được cái bản năng tự nhiên đó. Chúng ta uất ức, khi uất ức chúng ta cần tự nghiệp, chúng ta sẽ đi vào trong cái được ba đường sống. Khi chúng ta làm một cái gì mà thỏa thích rồi, để mà đạt được cái dòng nguyện cả đời, giống như một nhà văn, có ai thấy nhà văn giàu không, có ai thấy họa sĩ giàu không? Nhưng mà khi người ta làm, người ta để lên đời gì, những nhà sáng tác nhạc có ai giàu đâu, nhưng mà người ta lại rất là vui khi người ta buông xuôi ra đi những cũ, người ta để lại những cái hay cho đời. Thì sư phụ cũng vậy, sư phụ để lại Thiên Long Sơn, sư phụ có cái gì mà phải ngày đêm chịu khổ. Sư phụ đâu có cần tiền, nhưng mà sư phụ cần nó mở cái cổng thôi, cũng phải chịu khổ. Gặp như những người đại gia, người ta làm từ thiện bao nhiêu năm nay mà cái cổng bị mấy thằng khao đi, với bị mấy thằng kim cương mà đi chỗ này, chắc nó cũng bỏ cuộc rồi đó không. Sư phụ đâu có bỏ cuộc, bỏ cuộc sao ngày mà hôm qua mình đứng cho nó đầy cho nó được. Cho nên mình cũng phải phấn đấu làm từ thiện. Nó khó hơn là đi ký một cái xét làm cho chỗ này chỗ kia gấp ngàn vạn lần. Tại vì đích thân phải make it happen, phải làm xong. Ok, bây giờ thí dụ cho một người căn nhà, con chỉ cần ký cái xét đi, mình đi mua đi thì dễ. Mà con đích thân con xây căn nhà đó lên, rồi phải lựa căn nhà đó, con biết bao nhiêu công sức không? Nó không phải là tiền nữa, mà nó là máu huyết của sư phụ đổ lên từ cục xi măng, từ cái cây trồng, từ một cái cảnh đẹp trên núi, từ cái tượng là máu huyết của sư phụ á, chứ không phải là tiền nữa. Tiền là vô giá đó. Đến hồi thiên sau này phải gắn giữ, và sau này sư phụ nhất định sẽ hoàn thành một cái kế hoạch đưa con hồi thiên vô đó ở để giữ núi. Cái tâm huyết sư phụ mà bỏ ngang kiểu này rồi đó, mà hết cái lớp này mà ra đi rồi, có nghĩ cái Thiên Long Sơn của mình đó, nó gần đó, tụi nó bỏ giá nó mua, ok 200 triệu họ Thiên không bán, 300 nó lên tới 2 tỷ, cả một cái board director mấy chục đứa họ Thiên nó đồng lòng nó bán, thôi mình bán cái này đi, mình đi kiếm chỗ khác, mình lập nhà thờ cha, nó diện lý do nó làm vậy là mất núi liền đó thôi. Chứ hộ nó là vô giá nghe, 10.000 tỷ hay là sau này 100 năm sau, 1.000 năm sau, nó là một cục hột sòn, mà cái núi đổi cái núi của Thiên Long Sơn cũng không có được đổi. Vì cục hột sòn nó không có điểm tiên, nó không có thể cứu người khi một người bị tâm thần hay là một người bị sa cơ thất thế, bất nó không có thể cứu được. Nhưng mà Thiên Long Sơn bằng đất bằng đá mà cứu được thì cái nào vô giá mấy con đón thử. Thiên Long Sơn hiện giờ là vô giá, cục hột sòn, núi cục hột sòn bự đổi cái núi của mình, nó đâu có cứu được bệnh người. Con có hiểu không? Nó đâu có đưa được người về trời. Cục hột sòn đưa được người về trời không? Không. Núi mình đưa được mọi người về trời, vậy cái nào vô giá? Thì sau này hậu thế cả nghìn năm sau không có được đổi cục hột sòn nghe chưa? Con nói tiếp đi con, để cho bộ uống nước. Con có cái băn khoăn này nữa. Con sống và làm việc chung với nhiều nước, nhiều người, nhiều khắp quốc gia, nhưng mà con cảm thấy thật sự người Việt mình thông minh hơn nhiều, và người Việt mình nó có sự sáng tạo thành tù có, nhưng mà sự đoàn kết hình như không có. Đó là một vấn đề rất là khó, không biết là sau này bằng cách nào mà nếu như họ Thiên mình á, trong họ Thiên mình thôi đoàn kết từ từ từ, sẽ có sự đồng tết ra ngoài từ Nam ra Bắc, không phân biệt vùng miền gì hết, và mỗi người trong chúng ta tôn trọng cái ý kiến của người khác và ghi nhận ở góc độ là xây dựng
thì đó là một cái điều tốt. Còn nếu như mà vẫn tồn tại cái suy nghĩ như bây giờ là cái gì mình cũng là nhất, cái gì mình cũng là giỏi thì rất là khó. Thật sự tôi nghĩ rất là giỏi, bởi vì khi mà con làm ở nước ngoài, con tiếp xúc rất là nhiều quốc gia khác, không thường viên do Thái con chưa có làm chung, nhưng mà Ấn Độ, Nepal, Indo, Philippines, Trung Quốc, Malaysia, Campuchia, nói chung là không quốc gia cả Nhật Bản, Hàn Quốc chưa chắc thông minh của mình nha. Đừng nghĩ là thông minh ngàn do nền giáo dục của nó thôi, chứ mà thật ra Hàn Quốc á, con làm biết nó không có thông minh đâu, nó có cái nền giáo dục vững chắc thôi. Nếu thông minh thì trước 75 Việt Nam mình đâu có được thế gọi là hòn ngọc biển đông con. Lý Quang Diệu tổng thống Singapore người nhắn là ước chi nhá, nước Singapore thành 1/10 của nước Việt, ổng cũng mừng. Bây giờ có nhìn Singapore làm sao, Hàn Quốc cũng vậy. Thời xưa Hàn Quốc nó nghèo hơn nước mình gấp trăm lần. Tổng thống Nguyễn Thiệu mà đi qua Đài Loan á, cả nước Đài Loan đón mình, con coi mấy video cũ. Tại vì con nói đúng, khi mà họ nói này thì đụng chạm thì bộ khó có tìm được nhân tài đảm nhiệm không, nên chọc tới máu chứ bộ là không có gì mà tôi không hiểu á, hiểu quá rồi á thì mình mới quá sức căm phẫn mới ghét chứ con hiểu ít, con đâu có ghét. Đệ tử ngồi đây nè, ngày xưa trời ơi nãy sáng con kể làm sao không, đừng quay quay hết Việt Nam tội nghiệp, trời ơi hồi xưa nó bị nhồi sọ, bây giờ nó bị nhồi bao nhiêu á, nó ghét ngược lại bao nhiêu. Đệ tử ngồi đây nè, chuyện có nó không, chuyện không nó có, chuyện mà dễ nhất mà ai cũng phải hiểu, bây giờ đứa nít cũng hiểu, giỏi thì sao là nhỏ khùng, kiểu nó cầm giấy đồ rạng nó giật thì nó giật thôi, đi dọc đường thì nó cứ cảm bồng lên động nó biết gì. Vậy mà bây giờ vô giáo đường mà ai cũng lại, giỏi thì sao lại nhỏ khùng. Nguyễn Văn Chổi bị xử tử té đá quần, Mỹ nó quay phim thiệt dựng lên phim Nguyễn Văn Chổi đá đảo đế quốc Mỹ. Việt Nam chỉ có cái mồm là giỏi, nói chuyện gọi là bị Mỹ dân thì giỏi, chứ giờ Mỹ nó đâu phải là chiếm nước Việt mình. Mỹ nó chỉ vô để nó chặn cái làn sóng đỏ của cộng sản quốc tế, nên nhớ chỉ có vậy thôi. Ở xa xôi nãy cần như nước Việt, cái mà chiếm là hàng Trung Cộng với hàng Nga, đưa vũ khí đưa quân vô miền Bắc để tấn công miền Nam. Mà là miền Nam có bao giờ nói là mày cũng đem ngoại bang vô không? Miền Nam đâu bao giờ nói vậy đúng không? Còn tại sao miền Bắc cứ tuyên truyền là để đuổi Mỹ, để cứu dân miền Nam, cứu hả? Vô miền Nam cái áo ngực của phụ nữ mà tưởng đâu cái giọt cà phê, cái bồn cầu á, tưởng đâu hứng lên uống nữa, đút vô rửa mặt nữa. Con nghĩ ai giải phóng ai vậy con? Trời là Phật, con nó nhiều đụng chạm. Ok, là tự này nó kể cũng nhiều rồi, bữa nào tới đi ngon kể, nó nào có chuyện gì kể chứ đi.